Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình Hôm nay thì mình sẽ lại trên tay một cái sản phẩm nữa à, Đó chính là một cái loa formi HH16 Cái loa này sẽ được tặng khi mà các bạn mua cái sản phẩm Vivo i75 5G tại các cửa hàng của Thế Giới Di động và Điện Máy Xanh Thì à, cái loa này theo như mình tìm hiểu giá thị trường nó sẽ dao động vào khoảng à, 500 cho tới 700 ngàn Tùy nơi bán Shopee, Lazada rất là nhiều các bạn Vậy thì mình sẽ test thử xem chất lượng âm thanh nó tốt hay không rồi Ở phía trước thì chúng ta sẽ có một cái loa có cái kích thước nó khá là lớn, chiều dài của nó khoảng 40cm Chiều cao và chiều rộng thì khoảng 7cm nha các bạn Ở phía trước là một cái màng bằng kim loại với hai cái loa ở hai bên đây, cái này và cái này nha Còn có hai cái lỗ nhỏ, thế mình nghĩ là để thoát hơi thôi Đó. Và phía giữa này thì không có gì hết à, ờ, nếu mà các bạn nhìn kỹ thì tầng bên trong là nó sẽ có những cái vít nhỏ nhỏ để mà chúng ta có thể tháo được nó phía trên của đỉnh loa là nơi đặt các cái phím điều khiển bao gồm là phím nguồn kiêm cái công tắc uh, tăng giảm âm lượng đây nè công tắc tắt bật kiêm tăng giảm âm lượng chúng ta sẽ có nút previous uh, nút next nút mode và nút play and pause và một cái giải đèn led ở dưới này giải đèn led này nó không giống như những cái loa xịn sò của sony là nó có thể đổi màu nha các bạn cái giải đèn led này thì các bạn mở lên nó chỉ có sáng đèn xanh thôi rồi ở phía đằng sau thì các bạn sẽ có các cái dãy cổng kết nối bao gồm là cổng aux này cổng usb này rồi thẻ micro sd cũng như là cổng sạc cổng usb này thì các bạn có thể sử dụng để sạc ngược cho điện thoại được hoặc không cắm usb vào để hát nha và hai cái bit nhỏ hai nhỏ, bên để có thể tháo loa À, đây là một cái loa OEM tức là Vivo à, đặt một bên thứ ba làm riêng cho hãng để tặng cho các cái sản phẩm của Vivo nha các bạn đó thương hiệu là Fumi nó giống như kiểu Tekin của Oppo các bạn cái loa này thì nó sẽ có cái công suất là 6W và công suất tối đa là 10W và nó có dung lượng pin là 1200mAh à, cái dung lượng pin này thì sẽ cho phép cái loa này nghe được khoảng 4 tiếng mà đã từng nghe thử nha và nó khoảng tầm 4 5 tiếng với mức âm lượng trung bình không phải là mắc nha không phải là cao nhất ở phía dưới thì các bạn sẽ có thêm hai cái chân đế bằng cao su nữa chống trượt khi mà các bạn để trên các cái mặt phẳng ví dụ như là kính chẳng hạn rất là ok rồi cái cách khởi động của cái loa này thì cũng khá đơn giản các bạn chỉ việc vặn cái núm này lên thôi nó nghe tạch một cái nha thì là đã mở rồi này đó lúc này nó sẽ nháy đèn các bạn cứ mở lên nha tại vì mình đang cắm thẻ nhớ các bạn nên là khi vừa mở lên nó sẽ phát bằng thẻ nhớ luôn bây giờ mình muốn chuyển qua chế độ khác thì mình sẽ nút mode này đây bluetooth mode này ấn thêm một lần nữa à, đây là fm mode nha ở chế độ fm mode khi mà các bạn muốn dò kênh thì các bạn sẽ giữ chặt cái này này đó nó đang dò kênh này đó được chưa rồi mình muốn chuyển tiếp các chế độ khác thì ấn vào đây tiếp Đây SD card mode này. Ấn cái nữa là Bluetooth nha. Giờ mình sẽ mở nhạc bằng Bluetooth cho các bạn coi thử nha. Rồi tên của thiết bị cũng là Formi HH16 khi mà các bạn kết nối với những cái máy chạy Android từ 9 trở lên thì nó sẽ thông báo cái dung lượng pin ở đây. Mình thấy dung lượng pin là 80% nha. Giờ thì mình sẽ mở thử một đoạn nhạc để cho các bạn xem xem là chất lượng âm thanh của cái con loa này có tốt hay không nhá. Đây, mình sẽ để sát lại một tí. Rồi vì lý do bản quyền nên là mình sẽ sử dụng cái nhạc trên kênh của mình nha các bạn. Đây. Hàng xóm đang sửa nhà các bạn nên là đập khá là ồn 3 giờ chiều rồi. đánh giá những cái loa này thì mình thấy chất lượng âm thanh của nó cho ra ở mức độ là trung bình khá thôi các bạn cái âm bát của nó thì khá là yếu Tuy nhiên thì được cái nó bù lại là cái giải âm chép của nó thì khá là ổn Tức là các bạn hoàn toàn mua về để có thể nghe nhạc trữ tình thì được Còn nếu mà các bạn muốn mua về để nghe những cái loại nhạc mạnh như kiểu là DJ non-stop EDM Thì nó sẽ hơi bị dội một tí tại vì âm bass nó khá là tệ Nó thua sai con loa Havit mà mình từng mua và mình từng sử dụng cũng như từng review trên cái channel của mình có một cái vấn đề nữa đó chính là việc khi mà các bạn nghe ở ở cái um, âm lượng lớn á thì mình cảm giác là nó bị rè, nó bị bể tiếng. Ờ, thực tế thì mình cũng không bao giờ mình mở âm lượng hết cỡ tại vì nếu mà cái loa này nghe trong cái phòng mình đang sử dụng là khoảng 16 m vuông đi thì nó khá là lớn. Do đó thì mình mở mức độ âm lượng trung bình thôi. Và có một cái vấn đề thứ hai đó chính là việc khi mà các bạn xoay cái núm này, này thì có vẻ như chất lượng gia công của nó không được tốt lắm nên là khi mà các bạn xoay nhẹ thì nhiều khi nó sẽ nghe thấy cái tiếng dẹt rẹt 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 giống như kiểu là cái tiếng nó chạm của các cái mạch bên trong á nghe nó khá là khó chịu nhưng mà nếu mà để ý kỹ thì mới thấy nha các bạn còn về cơ bản thì cách sử dụng của nó thì cũng rất là đơn giản cũng như là nó sẽ có một cái núm xoay ở đây cái này thì mình không biết để led để làm gì nhưng có lẽ là để buổi tối các bạn khi mà chúng ta ngủ á, thì các bạn có thể biết là cái núm tắt bật ở đâu cũng như là tăng giảm âm lượng khi mà chúng ta ngủ thì nó sẽ dễ dàng hơn đó à, một cái loa có một cái thiết kế nó khá là đơn giản nhưng mà nó hơi to hơi to nha trọng lượng thì cũng vừa phải thôi các bạn nó nặng khoảng tầm 800 g chưa được một ký đâu cũng khá là nhẹ nhưng mà cái kích thước này thì nếu mà cho vào ba lô cho vào túi sách thì nó sẽ hơi bị bất tiện một tí à, có thể để giải trí tại nhà để trên bàn làm việc để nghe nhạc cũng rất là ok thì cái đời sau của nó là HH17 sẽ được tặng kèm khi các bạn mua Vivo V21 Còn HH16 này sẽ được tặng kèm khi các bạn mua Vivo Y72 5G Và số lượng quà có hạn, nếu mà các bạn có nhu cầu thì các bạn vui lòng click vào đường link ở phía dưới phần mô tả Hoặc không thì các bạn có thể ghé lại các cửa hàng của Thế giới di động để máy xanh gần nhất Để mua sản phẩm Vivo Y72 được tặng một cái loa formi Với mức giá theo nhà sản xuất công bố là 750.000, tuy nhiên thì theo như mình khảo sát giá ở trên Shopee hay Lazada thì nó dao động một khoảng uh, 500 đến 700 ngàn tùy từng cái cửa hàng bán nha. Ok cảm ơn các bạn đã mất chút thời gian để theo dõi video của mình nếu thấy video hay và hữu ích thì đừng quên like share và đăng ký kênh giúp mình nút ở phía dưới Cảm ơn các bạn Xin chào và hẹn gặp lại